Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh truyền thống theo cái cách pha bột mới nè. Có độ mềm, dẻo, dai, béo, ngậy, rất là thơm ngon luôn. Bánh này để sang ngày vẫn mềm ngon, không hề bị cứng. Tách lớp dễ dàng nè, cùng với màu sắc đẹp mắt. Thì mình làm bánh này rất là dễ dàng và mình ăn được 2 ngày luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh da lợn ngon này nha. Mình chuẩn bị đây là 200g bột năng, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. Tiếp theo mình có là 100g bột mì đa dụng, 100g bột gạo, ba loại bột mình dùng là 400g, 200g đường, nửa muỗng cà phê muối ngấm vani, 800ml nước cốt dừa và 400g dừa nạo. Cho hết phần đường, muối, nước cốt dừa thì mình chỉ cho một nửa thôi. Bắt lên bếp mình sẽ nấu, khuấy cho cái phần đường muối này nó sôi bùng lên và nó tan ra. Khi nước cốt dừa sôi lên, đường đã tan ra hoàn toàn thì các bạn sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ để đây chút xíu, mình quay qua mình pha bột. Cho hết bột mì đa dụng nè, 100g, 100g bột gạo, 200g bột năng, 400g bột tổng cộng. Rồi mình cho ống vani luôn. Thì mình dùng 1 lượng bột, 2 lượng nước cốt dừa. Các bạn có thể nhân hoặc là chia công thức ra tùy theo gia đình mình ăn nhiều hay ít nha. Trộn cho ba loại bột nó quyện với nhau. Xong rồi mình sẽ lấy cái một nửa nước cốt dừa còn lại trong cái tô nè, khuấy đều lên. Các bạn sẽ cho vào trong bột. Mình trộn với nước cốt dừa bình thường trước nha. Cho bột này nó tan ra cái rồi mình hãy cho cái nước cốt dừa nóng vô. Mình làm cái phần nước cốt dừa nóng á, là để cho phần bột của mình nó nở nhanh và nó không có bị lắng. Rồi bây giờ bột đã tan rồi nè. Các bạn sẽ lấy cái chảo nước cốt dừa hồi nãy mình nấu. Khuấy lên cái rồi vẫn còn nóng các bạn sẽ cho vô luôn nha. Bước này sẽ giúp cho bột của mình á, nó nhanh nở. Mình không có cần để bột nghỉ, vẫn có thể làm bánh ngay luôn. Mà khi mà mình đổ bánh á, bột nó không có bị lắng ở dưới đáy. Khuấy đều cho bột nó tan ra. Rồi bột đã tan ra hoàn toàn rồi nè. Bây giờ sẽ chia bột. Mình sẽ chia ra 4 màu, tùy theo sở thích. Nếu các bạn thích nhiều hơn có thể chia nhiều hơn. Chia đều ra. Mình cho ra 4 màu thì mình dùng màu thực phẩm. Cho vào đây 3 giọt màu. Mình dùng đầu tiên là màu lá cẩm, màu lá dứa. Khuấy đều lên nha. Mình có tiếp nữa là màu vàng nè và màu xanh của hoa đậu biếc. Cái khuôn mình dùng là khuôn 20cm quét dầu, lót giấy chống dính ở bên dưới rồi đi hấp khuôn cho nóng. Khuấy đều phần bột lên. Mình sẽ cho cái lớp đầu tiên là lớp màu vàng. Mỗi một lớp mình sẽ cho đều ra luôn thì là 150ml cho một lớp bột nha. Khi khuôn đã nóng, nước cũng sôi lên, sẽ cho lớp đầu tiên vô. Các bạn không có lót miếng giấy nến thì cũng được nữa, thay dầu hấp khá nóng khuôn là được. Và lớp đầu mình hấp 5 phút. Khuấy đều cái lớp thứ hai, mình dùng lớp lá dứa. Các bạn cũng cho vào. Mình lường cho nó đều thì các lớp nó ra đều nhau. Sau 5 phút, lớp đầu tiên, các bạn thấy cái mặt đó nó khô lại thì mình hãy cho cái lớp thứ hai lên nha. Rồi cũng tương tự, mình cũng hấp tiếp 5 phút. Đúng 5 phút là được, ở mức lửa trung bình. Cho tiếp cái lớp thứ ba. Tùy theo các bạn xen kẽ màu nha. Mình cũng hấp 5 phút. Một lớp rất là mỏng cho nên các bạn hấp từ 4 đến 5 phút là vừa. Lớp màu vàng. Còn nếu mà các bạn đổ lớp dày hơn thì có thể 6-7 phút. Và lớp cuối cùng mình sẽ hấp đúng 15 phút luôn để cho bánh nó chín hẳn. Mình đổ được 2 lớp bột, mỗi một màu á. Khi bánh chín thì mình chờ cho nó nguội.
Khuôn bánh để được 1 tiếng đồng hồ. Nó nguội thì khi mà mình lấy ra khỏi khuôn á, nó tróc, nó không có bị dính khuôn. Và nếu các bạn không có cái dao bằng nhựa thì nhớ bọc cái bọc vô trong cây dao á, hoặc là thoa dầu, để khi mình cắt bánh á, cái bánh nó láng hơn, nó không có bị sần á, và dễ đứt bánh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ úp ngược cái khuôn ra cho các bạn xem ở bên dưới. Lớp đầu tiên hồi nãy mình đổ lớp màu vàng. Có miếng giấy thì mình lấy ra nó dễ, khuôn bánh không có bị dính. Đây, các màu rất là đẹp luôn. Bánh da lợn, màu sắc hấp dẫn. Còn nếu mà các bạn dùng màu tự nhiên thì có thể xay ra rồi mình pha vô. Thay vì mình dùng màu thì mình bớt nước cốt dừa lại. Sẽ cắt bánh ra, cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Mình đổ khuôn tròn cho nên là mình cắt ra những cái miếng xéo vậy nè, nhìn nó đẹp hơn. Bánh cắt ra rất là láng, không có bị sần sùi và có độ mềm dẻo. Có pha thêm bột mì đa dụng cho nên là các bạn không có sợ bị cứng, nguội bánh vẫn ngon luôn. Đây, màu sắc rất là bắt mắt ha. Dùng màu thực phẩm thì lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn màu tự nhiên. Nhưng mà mình dùng với cái liều lượng cho phép thì không ảnh hưởng đến sức khỏe. Màu thực phẩm cũng là màu được dùng trong nấu ăn á, trong thực phẩm, cho nên là các bạn cũng không có sợ nha. Mình cho với cái lượng dừa thôi, màu lợt lợt à. Nhìn nó cũng đẹp, không cần phải cho đậm quá. Mình sẽ tách lớp ra nha. Các lớp tách ra dễ dàng nè. Bánh này mình để dừa nguội. Còn nếu mà các bạn để cho nó nguội hơn nữa thì cái bánh nó sẽ có độ dai nhiều hơn chút. Bánh này có thể hấp hôm nay, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Đây, nhìn rất là hấp dẫn ha. Cái độ ngọt mình làm rất là vừa, thì béo nước cốt dừa, bánh da lợn ăn nó sẽ ngon. Thơm mùi vani nữa. Có độ mềm dẻo dai dai. Rất là hấp dẫn luôn. Dễ làm, chỉ bỏ ra vài phút để thực hiện. Trộn bột xong, mình cho thêm một cái bước nữa là nấu nước cốt dừa để phần bột của mình nó không có bị lắng và có thể hấp bánh được ngay, không cần phải để bột nghỉ. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng like, chia sẻ các video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.